Wow, cái gì kia lạ, gì lạ thế nhỉ? Vừa lạ vừa quen, cái này lạ này, như cái trước quen. Cái máy này có vẻ là loa quá. Ừ. Cái gì là loa? Nhấp nhảy luôn. Trông thành điệu không? Thành điệu. Loa à, thay đầu vào. Thay đầu. Chất quá. Mà chắc nó có nhiều đầu đúng không vậy? Ừ, nó có nhiều loại khác nhau. Mọi người ơi, không biết của ai nhưng mình không, mình rất là thích đi massage. Thế nhưng mà mọi người biết đấy, nếu mà đi massage thì vừa tốn thời gian này, mỗi lần ít nhất phải từ 1 đến 2 tiếng, rồi thời gian di chuyển đến spa nữa. Mà nếu mà mình đi nhiều lần trong một tuần ấy thì chắc phải tính đến chục triệu cũng nên. Nên là bây giờ mình để tiết kiệm thời gian hơn thì mình đã có một trợ thủ đắc lực ở nhà. Cái này là máy massage, nó có sử dụng rất là nhiều những cái đầu massage khác nhau. Ví dụ như cái này thì dành cho phần cổ này, rồi hai cái này thì sẽ dành cho phần gáy, có những cái tác động khác nhau, sử dụng cái cường độ rung từ sóng âm. Và còn cái này thì mọi người nhìn rất là lạ đúng không, và nhìn nó kiểu nhọn hoắt ra nhưng mà nó không hề đau tí nào. Cái này sẽ sử dụng trong nhà tắm khi mà tóc mình còn ướt. Và cái máy massage này còn đặc biệt hơn nữa, đấy là mọi người có thể dùng cái này để làm máy rửa mặt, vì nó có chế độ gọi là gì, là chống thấm nước. Đây, cái đầu này thì sẽ là dùng với cả sữa rửa mặt để tạo bọt dùng ở trên mặt của mình. Cái đầu này là đầu mình thích nhất này. Đấy, cái này nó sẽ chạm vào từng cái dây thần kinh ở trên đầu của mình, làm cho mình cảm giác thoải mái vô cùng luôn. Và cái này khi mà mình mang đi, cái máy massage này ấy, cũng rất là tiện để mang đi du lịch, nó không bị quá cồng kềnh. Ví dụ như cái ghế massage mình nhìn ở siêu thị chẳng hạn, nó quá to đúng không, và nó cũng rất là đắt tiền nữa. Cái này thì nó sẽ bao gồm cái khay này đi kèm, mọi người để vào đây, hàng ngày mình để ở ngay trên đầu giường ấy, rất là tiện lợi. Và mỗi ngày thì mình chỉ cần khoảng từ 10 đến 15 phút sau khi mà mình ngủ dậy, mình vừa có thể dùng cái máy này để rửa mặt, vừa có thể dùng để massage ở trên người, ở trên bắp tay, ở trên bắp đùi nữa, để làm cho cái cơ thể của mình được sảng khoái hơn, máu mình lưu thông tốt hơn thì da dẻ mình sẽ săn chắc và hồng hào hơn. Xin. Nào, vỉ nó ra đi. Đây, nhỏ gọn chưa? Tối học đây, bé thật. Nhìn nó cũng chỉ bé bé như này thôi. Đây, nào ai muốn thử đầu nào nào. Thôi, hoặc là bao giờ em thất nghiệp thì em có thể mang cái máy đi massage dạo. Cho Quỳnh với cả Phương thử đi. Đây. Này, đau người ta. Cái này nó xịt keo rồi. À, cái này không phải là chỗ để cắm sạc. Cho Quỳnh thử cái đánh trứng đi. Đây. Thì đây khi mà em... Nó lên đỏ này. Ừ, đấy. Đó, lên đèn đó, em Phương thích nè. Sẽ lắp cái đầu này vào đây rất là dễ, chỉ cần xoay cái này lại thôi. À, tức là đây, mình không phải sử dụng tay đúng không? Cái nút này. Mình không phải sử dụng tay. Nào, thử luôn đi em, thử luôn đi. Nó có ba cái nấc khác nhau. Nấc đầu tiên là dành cho rửa mặt, nấc thứ hai là dành cho da đầu, và nấc thứ ba là xoong người. Thì cái này chị sẽ chọn cho em cái dành cho da đầu nhá. Nó nói gì ơi, nó nói. Nói chung nó đang nói chuyện với em. Xong rồi như nào? Đấy, em để nguyên xuống không? Đấy xuống. Ui, nó phê chị ơi. Thế là cả buổi hôm nay chúng mình sẽ không nói gì nữa. Chúng mình cái này là Quỳnh không có tỉnh ngủ nổi rồi, chứ chuẩn bị đi ngủ. Đấy, sẽ đi vào giấc ngủ luôn. Cái này thích cực ạ. Này, mọi người thử với cái máy đi. Rồi khi mà mình dùng để mình massage thường xuyên là đầu tiên là chị thấy là giảm căng thẳng rồi đó ha. Đúng rồi. Thấy thư giãn hết đó, Quỳnh thư giãn hết luôn. Ví dụ như cái đầu này này thì nó sẽ chạm vào những cái mạch máu ở trên đầu của mình. Còn ví dụ như cái đầu này thì nó nhọn hơn này, thì mình có thể dùng ở cái chỗ cổ của mình để massage. Nhưng mà bí quyết của Trinh là cứ đẩy từ dưới lên hả? Vâng, em cứ đẩy từ dưới lên. Từ có từ sau ra chú không hay là cứ thoải mái? Thực ra em thì freestyle chị ạ. Em vừa nghe nhạc vừa. Vâng, đúng. Này. Ở nhà thì có thể em dùng máy này để massage này, hoặc là mọi người có cách gì, ví dụ như là dùng tinh dầu ở nhà. Mọi người thích tinh dầu mùi gì? Em thích. Em thích mùi xả. Xả, mùi xả cũng rất là thư giãn. Em thích lavender. Lavender thì dễ ngủ, vâng, đúng không? Vâng. Em thích mùi cam đào. Mùi này cũng kiểu sạch sẽ. Xong rồi bật nhạc lên. Hoặc là có thể ngâm bồn. Trời ơi, bây giờ không muốn quay nữa luôn, chỉ muốn về nhà thôi chị.
spa tại nhà thật nhã, sự rất là đầy đủ. Ví dụ buổi sáng chẳng hạn thì ngoài dùng những cái máy này ra thì em có một cái gọi là bàn chải khô ấy. Wow. Thì cái cách này nó được áp dụng bởi rất là nhiều những chị gọi là người mẫu của Victoria's Secret. Buổi sáng người ta ngủ dậy chẳng hạn thì xong một đêm mình nằm như này đúng không? Thì mình có thể chỗ này chỗ kia mình chưa xoay kịp chẳng hạn ấy thì mình dùng cái đấy mình massage thật hết chị? Ừ, từ dưới lên trên này thì máu lưu thông tự nhiên nhìn mình sẽ hồng hào hơn. Là thay vì nhiều phải tập một bài từ đầu tới chân thì mình đây, mình làm bằng... chỉ 10 phút thôi. Nói chung là tinh thần thư giãn thì đúng mình rồi. Nhìn cũng sẽ trẻ hơn. Rồi mà chỉ có một câu hỏi thôi, tự nhiên ngày hôm nay gặp được chuyên gia mừng quá. Giống như là có nhiều người khuyên là nên tẩy da chết hàng tuần đúng không? Nếu như vậy thì các cô gái của chúng ta thường hay tẩy tế bào chết bằng cách nào? Đối với người thì em thường dùng những cái sữa tắm mà có những cái hạt nhỏ bên trong đó. Xong rồi scrub, em sẽ scrub những cái chỗ khô, ví dụ như là kiểu tay mặt đầu gối. Thì những cái chỗ đó là những cái vùng tối á, cho nên là sẽ thấy rõ được hiệu quả trắng sáng. Còn những cái vùng khác thì sẽ cơ bản cảm thấy da mềm mịn hơn sau mỗi lần mà mình tẩy tế bào chết. Như vậy thì cách tẩy tế bào chết trên da của Trinh Phạm thì như thế nào? Ví dụ như trên da mặt thì em sẽ có hai cách tẩy tế bào chết, một là vật lý, hai là hóa học. Thì cái vật lý là mẹ nghe giống cô giáo đúng không chị? Chị phải thức tỉnh lên đi. Phải bữa sau tắm vật lý thì như Phương vừa nói là có những cái hạt nhỏ nhỏ đấy thì nó sẽ tác động trên da mình để nó lấy đi cái tế bào chết ở trên da mặt. Còn ví dụ như là hóa học thì nó sẽ liên quan đến những loại axit khác nhau. Em chỉ nói cho mọi người dễ hiểu là AHA và BHA thì là tẩy da chết ở trong lỗ chân lông hoặc là trên bề mặt thôi. Đấy, còn nếu mà em giải thích nữa thì chắc cả ngày mất.